Đại Việt chốn trần gian, chốn nhiều cảnh trái ngang. Ta đường xa tới đây xem tường. Tương truyền mở nước người dân ở Nam Việt à. Phán Dương làm mai đến cùng đường, chiều mất luôn giang sang. Chồng Thúy kia vì sao đã phụ nàng, duyên trớ trêu. Mì Châu quá phụ phàng. Theo Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, chép theo cuốn Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu, sau khi chiếm được nước Văn Lang của vua Hùng, Thục Phán lên ngôi lấy hiệu là An Dương Vương và đổi tên nước là Âu Lạc. An Dương Vương ăn mừng chiến thắng và cho xây thành cổ loa ở Việt Thường để phòng chống ngoại xâm. Chuyện là như vậy. Ngàn năm minh dấu xưa, vượt qua bao gian khó vẫn không ngại núi sông. Giờ hát ca khúc ca thái hòa, ngàn năm Âu Lạc dưới nắng xuân chói lòa. Trời Nam Âu Lạc ngát hương hoa thái bình. Lòng ta quyết giữ gìn một tấc đất không rời, giữ cho cuộc đời xanh tươi, để cho gian nhà yên vui. Ta đường đường là một đấng thiên tử, đã từng đánh Nam dẹp Bắc, muôn yên nước yên nhạc cho muôn dân khỏi cơn binh biến. Ta đã cho xây một cổ loa thành kiện cố sừng sững với trời cao. Nhưng cơ làm sao thành xây xong ba lần cứ đổ, ắt phải có điều chi bất chắc. Hỡi Thục Phán Dương, nhà vua đã trải tấm lòng thành lên khắp trời cao biển rộng. Ta là thần Kim Quy lên đây giúp nhà vua yên dân trị quốc. Xin đa tạ. Thành cổ loa có giống gà yêu và đứa con gái yêu quái cùng tinh khí quang hồn ở núi Thất Diệu phá phách. Tiếng gái của nó làm sụp đổ tường thành. Đến canh ba đêm nay, nhà vua hãy thân chinh đi lấy đầu quái vật. Lúc ấy các tinh khí ma quỷ sẽ hóa thành con chim cú ngậm lá thư bay lên cây chiến đài cầu xin thượng đế phá thành. Thần bắn rơi lá thư, nhà vua tức tốc nhặt lấy, thành ắt sẽ xây được. Xin đa tạ lời thần mách bảo. Nếu thành xây xong mà giặc thù ý đông chặt tới, Âu Lạc ít quân sức yêu thế cô thì lấy gì chống được giặc? Trên dưới một lòng biển đông tác cạn, ta cho nhà vua chuốt rùa làm nỏ bắn, giặc sẽ tan. Xin đa tạ lời thần mách bảo. Trong tay có phép màu rồi, không sợ loài yêu quái. Lòng ta quyết lên đường theo lời thần Kim Quy. Hỡi loài yêu quái, ta thề sẽ diệt hết loạt bay, cho loa thành vững chắc ngàn năm, cho đất nước thanh bình vạn thuở. Đất nước thanh bình bao lâu, loa thành có chìm trong xương máu không? Hãy cùng theo lão ngược dòng lịch sử. Ha 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 ha
cũng theo sách sử trên, Đinh Hợi năm thứ 44, 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng lệnh cho hai tướng Nhâm Ngao và Triệu Đạt chinh phạt Ngũ Lĩnh, gần nước Âu Lạc. Sau khi Tần Thủy Hoàng mất, Nhâm Ngao và Triệu Đạt đem quân sang xâm lấn Âu Lạc, nhưng đều bị quân Âu Lạc đánh bại. Khi Nhâm Ngao sắp mất, có khuyên Triệu Đạt nên lấy nước Âu Lạc để lập thân, vì nhà Tần sắp tàn. Triệu Đạt biết không thể địch nổi nó thật của Âu Lạc, bèn sai sứ đến giảng hòa. An Dương Vương cả mừng, bèn chia phía Bắc cho Triệu Đạt, còn mình giữ phía Nam. Từ đây An Dương Vương đã mất cảnh giác, nên Triệu Đạt bày mưu cho con là Trọng Thủy cộng hôn với Mỹ Châu để tìm cách đoạt lấy nỏ thần. Lịch sử 257 trước công nguyên của thời Âu Lạc sẽ được lão tái hiện ngay bây giờ. Tâu bệ hạ, thái tử Bắc Dương xin vào cầu kiến. Cho vào. Thần Trọng Thủy, con trai của Bắc Dương Triệu Đà, nay dâng lệnh vua cha, thần mang sính lễ cầu hôn cùng Mỹ Châu công chúa. Nhà ngươi hãy đứng lên. Trước kia hai bên là thù, nay đối thủ thành bạn, thủ túc tình thâm. Sự tác hợp trăm năm Âu cũng là một cách giữ tình thâm Nam Bắc. Mỹ Châu công chúa y còn thế nào? Tâu Phụ Dương, phận làm con lấy chữ hiếu kính làm trọng, lấy chữ núi sông làm đầu. Phụ Dương đặt đâu, con xin ngồi đó. Được, được lắm. Tại tâu theo như lời, thông gia hảo cho muôn đời, ta phan truyền à. Nay kiều gia cùng ta đã cầu thân, hai dân tộc ấm no muôn phần, lấy đức ngân báo cho mỗi nhà. Nhìn thấy con từ nơi sinh duyên ngầm, phụ tử thêm tình thâm. Dù có hay là không chồng, con vẫn bên cạnh cha suốt đời. Con là phận nữ nhi, phải xuất gia theo chồng. Dạ không, con sẽ ở lại đây cho Mỹ Châu loan vòng không khép kín và chữ hiếu được vẹn toàn, cho tới khi nào nàng bằng lòng cùng con về Bắc phủ. Nghe lời dặn của Rễ Tháo, ta chữ hảo ghi lòng. Thôi, ta vào bên trong có chút việc, các con hãy ở lại mà bàn cho xong hôn sự. Cha, Mỹ Châu, ta đường đột đến cầu hôn, nàng có thấy đó là sự bất nhã? Nếu sự hợp hôn này để cho hai nhà thông gia ngừng chinh chiến, thiếp cũng bằng lòng để đổi lấy yên bình cho dân tộc đôi bên. Huống hồ trong mắt chàng không phải chỉ chứa một tình yêu sứ mệnh. Mỹ Châu, ta thật sự là con chim bị tên từ trái tim bao la của nàng. Mỹ Châu, nàng nhan sắc quá nhiên tuyệt vời. Mỹ Châu Trọng Thủy, tôi xin hứa sẽ yêu thương nàng suốt đời. Dù cách xa tình ta không cách ngăn, thiếp xin nguyện suốt đời bên chàng, thủy chung sắc son ngàn năm. Dù mưa rơi nắng gắt, chàng trường chinh xa vắng,
thiếp luôn dư vẹn tình ai, ngàn năm không hề phá. Chúc cho đôi lứa duyên bền phước dài, cho tình thâm mãi kéo sơn suốt đời bên nhau. Từ đây công chúa bên chồng xây ước mơ đẹp tươi. Sau khi lượt Mỹ Châu đánh trao nỏ thật, trọng thủy mượn cơ nhờ vua cha bẹt từ tạ Mỹ Châu trở về phương Bắc. Mỹ Châu công chúa, tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể cắt bỏ. Nay ta về nước, nếu như không may hai nước xảy ra đao binh, ta muốn tìm nàng biết lấy gì làm dấu. Thiếp là người Âu Lạc, gặp buổi loạn ly thì đau xót biết dường nào. Thiếp có áo lông ngỗng thường mặc bên mình, đi đến đâu thiếp sẽ rắc lông ngỗng làm dấu. Như vậy vợ chồng có thể thấy được nhau. Phục chia tay nói lời từ biệt, em ở lại phòng loan một mình. Tâm tình ta đau xót, tình ngạc nắm khó mờ. Thiếp chờ đến muôn trăng vẫn chờ, dù cho đôi đường phải phân, thiếp xin nguyện giữ lòng. Phúc phân kỳ, khoảng trống đau trong lòng ai, ta thân dặm đường dài. Đưa chàng qua biên ải, thiếp về thương nhớ ai. Sẽ còn có ngày ta gặp lại. Mỹ Châu, ta yêu nàng như cây yêu nắng mặt trời, thì làm sao ta có thể sống yên một nơi để nhìn thấy nước mắt nàng rơi khi máu chiến tranh sẽ chảy. Chàng lên đường thăm cha phương Bắc, sao lại nhắc những lời bóng gió chiến tranh. Thiếp yêu chàng như cội yêu cành, như sông xanh yêu biển cả, thì dù phân ba cách chia hai ngả, thiếp cũng nguyện làm bóng mây đến tháng ngày qua. Mỹ Châu trong thủy. Giờ cách xa, tình ta như trăng khuyết sẽ lại tròn. Như lá cây thương cội nhớ cành người ơi. Giờ cách xa, chàng về nơi phương Bắc quá xa xôi. Như bóng mây giữa trời bão giông. Sẽ lại hợp xin nàng dời đau xót, dù xa cách phương trời ta vẫn yêu mình em. Lắng quân ơi nhớ lời này, mong chàng đi yên ấm và hãy nhớ câu thề nguyện suốt đời bên nhau. Cùng nhau giữ câu thề suốt đời bên nhau. Trọng thủy về nước, Mỹ Châu một dạ tin chồng, An Dương Dương ỷ có nó thật. Nghe giặc đến mà vẫn điềm nhiên ngồi đánh cờ. Trùng trùng, bệ hạ mau mau định đoạt. Đà không sợ nó thật của ta ư? Cà bao cà bao, quân Triệu Đà đã sát tới Cổ Lo Thành. Hãy xem nó thần của Âu Lạc ta.
muốn tố bệ hạ lỗ thần cho không linh nghiệm. Hả? Dạ, muốn tố bệ hạ muốn triệu đại tiên thần vào thành, xin bệ hạ hãy định liệu. Lui, Mỹ Châu hãy theo cha. Trời ơi, trước mặt là biển cả mênh mông, sau lưng là giặc đặc bén gốc. Trời đã hại ta rồi, nó thành cơ sao không còn hiệu nghiệm. Có phải chăng rằng nội phản bên trong, giặc ở đâu? Thục Phan Dương, giặc đã ở sau lưng nhà vua đó. Mỹ Châu, Mỹ Châu, con đã rắc Long Ngọc dẫn đường cho kẻ thù. Nó thần bị đánh trao có phải bởi vì con? Phụ vương, con nào có biết chuyện gì đâu. Nếu tội lỗi một tay con tạo ra, con xin cúi đầu nhận tội. Thiếp là phận nữ nghi, nếu vì hai chữ phu thê giữ trọn mà câu đạo hiếu chẳng dương trọn nên mang tội phận. Nếu thiếp vô tội, khi chết đi xin được quá thành châu ngọc để tỏ giả trắng trong. Nghịch tử đang chết, ta phải giết con để rửa hận cho nhân dân Âu Lạc. Và thật sự ta cũng phải cắt đi một môi thâm tình phụ tử. Phụ vương! Chết! Thục Phán Dương, dâu bể đa đoan, thành bại nghiệp trời, nhà vua hãy theo ta. Rồi nàng ơi, tình đôi ta đã tan theo áng mây về đâu. Dù lên cha đâu dám trai lời người, nhưng tình xưa vẫn trao một lời thề. Nay xót xa nào nề nàng ơi, nói sao cho vừa, chẳng lừa cả thiệp tình nơi chia cách, chàng sao ngỡ đêm lòng bạc tình, cha ru cơm đoạn tình lìa trần sâu bi. Sống đã cùng đồng tịch đồng sàng, thác cũng xin nguyện đồng quan đồng quách. Mỹ